Xin chào mọi người và mọi người đã trở lại kênh đầu của mình. Mình là Đỉnh và mình sẽ chơi. Hôm qua mình đã bị mất kết nối mạng và mình sẽ chơi tiếp tục. Hôm qua mất kết nối mạng nên mình đã trở về nhà và mình để nguyên và đến nay mới chơi tiếp tục. Lâu vô cái trời cứ bắt nhạc nghe mẹ rồi. Nữa bạn nghe mình sẽ bắt nhạc nghe nha các bạn. Thôi á, anh bắt nhạc á, anh nói lại giờ. Bạn nào nếu muốn nghe nó nói à, bạn nào mà không thích nhạc cái thì nhớ để dưới, để bình luận bên dưới cũng cho mình. Rồi. Rồi rồi. Vâng, nói chung bạn ơi, mình sẽ cài đặt tiếng nhỏ là chút. Mình phải đi giết thêm mấy con kia quá à. Máu mình đã tăng lên nữa rồi. Mình
lấy lê gỗ nhiều à. Hình như mình có dụng cụ thì mình quên xài à. Nếu mình có dụng cụ thì mà ta mình sẽ giết con này luôn. Phát cái này hàng chó. Ôi chứ mình không được, không được. Mình làm mình đi chơi lên lắm này nha. Mình chơi lên lắm này rồi. Mình biết con này là hai con này luôn. Hình như đó mình đã được mới 4 gỗ các bạn ơi. Có 7 gỗ à. Ủa gỗ mà ít thế nhưng trời. Nhưng chả hiểu luôn. Đấy là cây lên hoa. Còn chỉ anh đi đường đó làm sao hết cây lên hoa. Rồi nãy giờ mình chưa lượm được cái luôn á, chưa lượm được cái nấm luôn là gì á, không biết từ nấm là từ gì á. Vậy luôn là trước mình có cho cặp mình trước rồi mình đã tích quên đến này một lần rồi nên mình biết chơi. Mở đây là gọi cây gấu hiếm nha các bạn, này ở dưới trên nước mình không có các bạn. Vậy mà đây còn gỡ không đây. Không, các bạn nhìn nó giống như cái núm là núm hồng nha, núm chiên gà mà chiên gồi á. Nó vậy đó, núm là còn núm ốp la các bạn. Rất là giống luôn. Mà nó nghĩ là sao bông nó ăn nó cộng máu rồi. Mình cũng hiểu dữ lắm. Ăn núm rồi còn được. Qua mình đã thấy được một hồng đá hy tinh màu xanh. Được. Mình thấy con gì đây, con lại con gì hà mã một lần. Mấy hộp giống loài gì nữa. Mình thấy xa ra hơn. Ở gần nó đè một cái là cái thịt đó. Con thấy con đá nè các bạn. Ủa sao bấm được. Rồi, thấy chắc cái hỏng rồi. Trình cao lắm mấy lần luôn nè. Mình có dụng chung nào đó. Chứ trời sẽ có mà. Trời có rất là nhanh nha các bạn. Nhưng mà vậy là trời có rất là nhanh. Wow, quá được quá. Được quá.
hôm qua mình đang chặt cây rồi, chặt vào nó luôn, mà nó chặt mình mấy cái luôn rồi, nhưng nó chặt không dính. Oh shit. Rồi mình nó đi rồi. Vô mình tại sao mình sao mũi các bạn ơi. Mình sẽ những con này con bự hơn các bạn ơi. Khá là bự các bạn. Như nó đang rồi mình soi. Ở nó bự mà đâu, mấy phát. Nó là ỉ một cục gì đó màu xanh sáng nữa. Con mình nó sẽ chạy đây. Cục đó coi qua xem nó mà xem. Đây con này nhỏ mình chém nó chứ nè, con hiếm con nhỏ. Còn em hiếm con nhỏ hơn con lớn mình không hiếm nha các bạn. Mình chỉ chịu con như con nhỏ này biết mình thôi đâu rồi, con này con nhỏ con mẹ đó. Mẹ nó sẽ giật đầu mình chết. Nó sẽ ngắt cái đầu mình như ngắt đầu dế các bạn. Con người này giống như con dế vậy. Đúng rồi bạn, nhìn cái đầu. Ôi ơi, đừng. Ôi đừng mà, cho nó đừng rồi mà. Đừng, mình giết con này được. Trời ơi, chết rồi. Con nó chết rồi bạn ơi. Mình sẽ ăn hiếp con nhỏ thôi. Con nào bự là mình bỏ. Cái con nhỏ là mình ăn hiếp thôi. Mình sẽ hiếp nó. Mình sẽ không ăn mà mình hiếp nó thôi. Con mình sẽ đi về phía đây. Mình sẽ bắt đầu. Có dưới con ma gì vậy. Lên mình đi xuống dưới. Như dưới đây như có bông hoa hay quay lại đơn mình. Vâng, mình có một con hay là con kia nó tự xuống như vậy là. Đây mà. Tiếng này. Ôi mày kìa. Mình cho nó nè. Cho anh bố đâu có dễ. Ôi. Dám cho bố con nè. Con bố nè. Xanh không gì đi giờ chéo nhỉ. Mới rộng tầm luôn. Ôi, mình đã lượm được cây nấm nữa. Ê, nó lượm được cái xanh đó mày ơi. Sao mỗi con này. Hoàng con này đã đi cùng mình mà rồi. Hình như phát hiện con ngoa các bạn ơi. Ủa, không phải. Ôi, sao mà thiệt. Máu này, bơm máu vào. Ôi, mình là một cái hầm rồi. Giống cái não à. Ông loài giật bự rồi nha, tính xa nó ra nha. Ông lấy con đầu. Ô, mình đã qua hình tam giác hả? Hình như hình tam giác này có cái gì mấy bạn ơi. Mình ra lại tại vì nó không. Mình cũng chả biết đâu thôi. Không tính là thấy hình tam giác mình mang vô à. Họ biết ngay mà. Mình biết ngay mà. Có thứ nào mà xài được không?
toàn là cây cỏ không vậy? Lừa tao à, lừa tao à. Ôi nó là sáng nhỉ? Chắc mình ở đây luôn quá. Ở đây đẹp. Chắc mình cái nhà ở đây luôn quá này. Cái đâu bạn nào muốn mình sẽ nhả đâu nhớ để bình luận với nha. Trời, trời là sáng mà ơi, trời nó mới sáng mà ơi, mình sẽ giết con này luôn. Cho mày chết. Nhảy, nhảy, nhảy lừa nè. Lừa, ơi, lừa mà. Ơi, lừa. Con này sao nó cay nhỉ? Mình sẽ giết con này, mình mới giết nổi con này, hình như nó quá bự. Đó, nó hay, nó bắn cái bà kia mà. Con nó chó nè. Còn mình dính độc rồi. Ôi mình dính độc rồi. Đi rồi. Vâng. Giết được thằng là cực khổ rồi chứ. Mình cũng ngu lắm, mình mới kề với nó. Đúng là mình cũng tầm cỡ trí não của nó ra. Trời ơi, quá nhiều máu luôn. Ơ như mình lụm được. Còn chưa đen nữa nè. À như đọc là rồi. Mình đã thấy được cái nấm rồi. Nấm là ngủ là chính mà. Ồ tầng máu khá nhanh luôn. Quá nó còn giữ nửa cây luôn á. Mình nó đầy máu á. Chắc mình phải nửa cây mình bơm nó đầy. Không quan gì vậy? Vũ khí rồi đúng không? Đây đây mình phát hiện ra một cái này là một cái biến dị biến nhà đây. Và con này đang ở riêng ở riêng là chết. Ôi cho nè, cho nè, cho nè, cho đi, cho đi, cho đi. Mình sẽ không giết con bự đâu, đâu có ngu, đè đúng mình chết thôi. Vâng, mình phát hiện cái gì rồi nè. Như cái này là như tập trước mình đã chơi mình đã thấy rồi hay gì mà ơi. Để mình sử dụng nó thử. Mình chỉ cần bấm vô cái đó là mình sử dụng thôi vậy. Mình cũng nhớ không làm gì vậy. Như bấm vô thử rồi. Ơ mà ơ cái này bấm máu bạn ơi. Mình sẽ đi giết con này. Chúng ta là ra.
đánh cho tao rồi, đánh cho tao. Con này ngu vậy đấy các bạn. Ngu, ngu, ngu. Rồi, mình hốn luôn. Không có cái trứng này để làm gì nữa. Giờ mình chưa kiếm được cái nhà rồi các bạn. Chắc mình nên xây nhà đi bạn nào. À, các bạn nào biết xây. Bạn nào muốn xây nhà đâu nhớ để bình luận dưới nha. Ơi con, quắc mà tụ xanh quen ơi. Ơi, tự quen rồi mình luôn kìa. Nhưng mình được cái cốc phù hỷ vậy. Nhìn như cây quyền trưởng. Cây quyền trưởng mà. Chắc được phép thuật á. Bắn cái mình. Rồi mình về, mình về, về. Chắc mình sẽ kiếm một chỗ xây nhà trước nha các bạn. Đông 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 mấy con quái hú quá vậy nha, không quen biết gì nha, đúng rồi, không quen biết gì đó, đừng có làm hại nhau. Giờ mình sẽ xây nhà đâu ta? Chắc mình phải kiếm một nơi mình để xây nhà quá ba. Mình sẽ xây nhà chỗ tam giác đi. Thôi nhưng xây nhà tam giác như có hồ nước ba. Chắc mình cứ mình coi. À, tập trung mình nè. Mình có thể bích các bạn mà. Vâng, mình đã thấy được gì nè. Không, một chữ khác. À, một con ruồi. Một chữ con gì, con gì ba ơi. Không phải ruồi luôn mà, con gì ấy. Nó tiếng gì, tiếng phải tiếng người ba ơi. Nó phải tiếng người, tiếng gì ba ơi. Đúng rồi, mấy con này lạ thiệt. Đúng rồi, phải nói tiếng người, nói tiếng gì. Ô, hình như mình gặp như gặp nó là hình như mình đi xuống nữa là mình gặp cái gì á. Nó là phải bảo vệ nó. Nó đánh là chết, cho mình chết, cho mình chết. Cha mà của mình nó cầm hai kiếm nó đấu lại mình đâu rồi. Nhưng mình đi xuống mình gặp gì ta? À, mình cũng chả nhớ như mình sẽ gặp ngôi nhà hay gì. Đi lên cơ. Đi xuống. Mình lấy coi mình sẽ lượm một cái đầu được không ta? Nhìn nhận đánh thử. Lượm con gì? Lượm con gì vậy luôn. Thôi nếu lượm nó được rồi em sẽ lượm rồi. Thì nó là hoạt động. Còn đây tàu lẫn như vậy. Mình khó chịu quá à. Sao mũi thôi các, cái tình này mình cũng chưa hết nè. Chắc mình nên phụ về nhà và đi xuống. Ok. Bạn nào biết cái trứng nó để làm gì nhớ nói nha bạn. Mình sẽ thử tạo cái giọt cái trứng đó. Lấy xong nè. Đây mình đã tạo được cái trứng rồi, mình tạo cái trứng. Mình tạo thôi mình sẽ không tạo đó, mình tạo cái này luôn. Gì đây? Mình tạo cái mặt nữa. Cái ngực nữa. Ôi con ai kêu em kìa. Vâng, màu tím luôn các bạn, màu tím luôn. Hình như nó mạnh hơn nhiều các bạn ơi, mình sẽ xài cái này. Màu xanh luôn Vân, hay lắm. Hình như nó trừ 18 phải không, nhưng mà nó mạnh hơn các bạn ơi, nó mạnh hơn mình sẽ xài. Quên màu xanh luôn. Mạnh hơn rất nhiều các bạn ơi. Vâng, hình như là mình khá tiến diện rất là tốt. Và mình rất là mạnh rồi đó ba. Đi vô bạn. Mình sẽ phụ cho khác. Anh là mình đã rất là mạnh hơn rất nhiều nha. Ôi nó chỉ đâu vậy? Vâng, mình sẽ lại cho này nhé.
Đó, mình đã 290 mấy rồi. Mới đầu đầu bằng đồ, đồ đá là ngoài nha các bạn, đâu còn xương nha các bạn. Và mình có kiếm mới luôn các bạn ơi. Ngoài dạng kiếm mình như cái cuốc các bạn. Mình có tưởng tượng là cái cuốc. Đợi đó, đó cây ở góc trái màn hình các bạn, của góc phải màn hình các bạn. Ở trên này, góc phải màn hình ở trên. Cũng như cái cục nãy, cũng như cục não mà. Vâng, mình sẽ giết thử, mình sẽ test thử cái cây mới của mình. Vâng, đang khá cao luôn. Oh my god, đập rất là khá là nhanh các bạn nè. Đập phát rồi nha. Đập phát. Đi liền. Đâu cần tới phát các bạn thứ tự. Ủa, con này sao màu gì vậy? Oh, oh, oh. Oh, quá trời quá các bạn. Nó thử đi. Ủa sao lại nhiều nhiều con vậy? Vâng, mình được hả? Hình như mình tập trước mà chơi, nhưng mà mình kiếm cho qua hoài không được. Bây giờ mình sẽ đi. Cái này nói là bảo vệ cái này hoài mà không biết con nào. Đâu có tập trước, đâu có phát hiện này đâu. Mấy kia trong nhà. Vâng, mình sẽ đi vòng và mình coi. Ấn Độ anh tới đâu rồi? Mình nói đi sao rồi, sao rồi. Mày này luôn. Mày mày luôn. Thấy con nào đó. Con đó. Còn 2 phát thôi, gần không tới 3 phát nữa. 2 phát thôi, tỷ lệ rất là cao. Đây. Chí mạng này. Bạn này cũng đồ thứ sao? Bạn này phan quá. Mình luyện mình đá rất là hay. Giờ mình sẽ bật con đồ lên mình đá ở đâu? Oh. Mình có cần đi xuống à? Hình như khúc này phải đi xuống nữa. Bọn có nhà khác nữa hả? Ủa sao mình phát hiện ta? Trời tưởng mình đi đúng rồi chứ, mình đi đúng nó mới cho vậy á. Đây không phải. Không, 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 sai đi trên này. Rồi mình sẽ chặt con này luôn các bạn. Để thử cái gì cho nè, cho nè, cho nè, cho nè, cho nè, cho nè. Ủa, lâu lâu nó bị ba phát. Địch bắn à. Bắn, 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 bắn. Mình biết cách né của nó là nên mình ra rất là dễ dàng ăn nữa. Còn con bạch tuộc này mình cũng biết cái đáng nhưng mà nó hơi bị dây nó đứng không được. Mình toàn chạy không à. Ba cho em ở đây. Ừ. Bỏ con đôi nữa ta. Vâng, mình đang làm. Mình phải coi chặt cây hơi nhiều. Mình mới có 100 mấy rồi mình phải chặt. Ôi. Đó. Wow. Chú mới bạn ơi, chú mới bạn ơi. Cũng là mấy con đó nhưng mà hình như là chú mới bạn ơi. Mình sẽ... Có nhà gì đó. Qua nhà là gì hả ta? Chơm nhã luôn. Ờ, nó nói gì nè. Ừ, gặp nó rồi. Mình cũng chả hiểu. Không sao đâu, 2. Ờ, con này này, nó chấm 2 mà nó kêu nói. Tập trước mình chơi là nó kêu vậy đó. Nó đập tay vậy mới được. Đó, như vậy là nó. Nó giao nhiệm vụ cho mình á. Rồi, đây còn đây, con này nói nữa, nhớ mới giao nhiệm vụ xong. Nó phải tán không vậy nè. Ở đây như có 2 con màu đèn mà mình chắc mình thôi mà nói với thằng này thôi. Để mình còn nói chuyện nghe không? Như hết nói chuyện rồi mình sẽ đi vòng vòng. Mình ra làm cái nấm nữa. Vâng, 2 cái nấm luôn. Có dịch chuyển nè. Rồi như con độc ăn bầu ăn mự nè. Dứt luôn. Mình cũng nó nổi rồi. Ơi, nó chiến đọc rồi.
Vâng, nhưng mà mình đã lấy được nó được rồi. Mình cần quá là hết chúng động lòng hết. Có hay. Hai phát lên đồ nháy. Đừng nhớ mặt nháy. Con bự kìa. Con này như cũng lộn, con nãy mình giết nữa đó bạn. Có người thấy chứ, một con cũng lô. Ôi, mà con xanh xanh nè. Nó mình không ghẹo gì nó cũng quấn rồi nè. Không hiểu làm sao nữa. Đó, nó gọi mình qua. Vâng, mình chả làm gì cả. What the fuck? Khốn vãi. Ôi, đừng mà, đừng mà. Ôi, là mình khốn vãi máu luôn. Không biết mấy ngày kêu làm vụ gì vậy. Chắc mình nó cũng đi gặp nó thôi là được hay gì hết ta. Chỉ cần gặp nó thôi không ta. Hay là phải giết hai con này. Để mình coi những vụ như vậy. Không, trời đã sáng. Ôi, những mình bị lắc các bạn ơi. Rồi, đó, nó lại ngựa đó, nó lại ngựa đó. Để phi lao thẳng vào mình đó. Giờ mình sẽ chặt cái này đi. Và mình sẽ coi ban đầu nha. Ồ, mình bị lắc rất là nặng luôn coi. Ồ, hình như nó ghi đây là hôm. Đúng, hôm là một con. Chắc là nhà các bạn ơi. Hôm như là nhà các bạn ơi, mình sẽ đi thẳng xuống dưới. Thì ra mình cũng hiểu rồi, chắc nó chỉ nhà cho mình về mà. Mình gơ xuống đây làm gì có nhà, nó làm gì quen biết mình. Chắc cái này lừa đảo chắc rồi. Cái vụ mình nó cho lại nó cho mình cái bẫy á. Giờ mình sẽ lại ăn thử. Chắc trên đường nhìn thấy cái gì chặt đó. Rồi thấy hang này, hang này là dưới nó chết luôn. Mày tưởng nó không né mày. Mày lụm đường hào coi. Trời ơi, cái gối không ngủ mà. Thôi đừng nha, chơi cho nè. Cho này lụm luôn quá tim á. Ôi ui, mà lỡ ăn với nó luôn á. Mình sẽ đi xuống nữa. Ồ, mình thấy toàn là con này không à. Nhìn nó thấy mình sợ rồi đó. Hình như toàn là nước không ba ơi. Hình như là nếu mà làm mà đi lên chứ nói vậy. Bị chặn hay không ta? Có phải. Ơi, đừng mà. Con này khác con nãy. Hình như con này màu xám mà nó khác rất nhiều. Ôi, con này sao lắc. Sao lắc chứ ta? Con này sao lắc cay mà. Đừng hai chị em ơi. Ôi sao nhiều vậy. Ôi đừng hai chị em ơi. Mình đã khó được cơ rồi. Trời ơi, bình tĩnh nha anh. Có gì nói nha. Không hành động nha anh, bình tĩnh nha. Đúng rồi anh. Đúng rồi con anh. Ôi nó bậy. Một lò cái mới bạn ơi. Một cam ơi. Cây như cái cam mà cam mà cam lùng. Mình có bắt đầu là như nó chỉ mình đi hôm mà mình chả biết mình đang đi đâu nữa. Trời ơi, mình đi lố luôn rồi đó. Nãy giờ tưởng nãy giờ mình đi đúng rồi. Ai ngờ biết giờ mới, ai ngờ mình hiểu rồi mình đi lố luôn rồi đó. Giờ phải hoành lại nó. Đừng ở đây, mình tỉnh ở đây. Đúng rồi, vậy là tốt đó. Mình sẽ đi về nhà mình. Rồi mình sẽ cần mấy cây nhiều và lên nhiều. Đó, nó sẽ kiếm chiếc nè. Kiếm chiếc nó luôn nè. Ôi. Mình chỉ cần chặt nó một cái thôi là đủ lên đường rồi. Cái khác nữa thôi. Nhưng mà khi mình đi đây nè ba. Còn ta. Như lên chút nữa nè. Lên chút nữa. Hình như hồi nãy mình không thấy nước và hình như nó qua tới đây rồi. Hôm nay nè. Chúng ta mình sẽ vào cái đoạn coi. Vào. Ôi
nãy mình đi tùm lum các bạn ơi. Rồi, kiếm nhà không cũng khó hết trời. Đây, mình nhớ rồi, mình sẽ đi qua bên đây, mình sẽ lộ bên đây. Bậy ơi, bậy ơi, không nha. Nãy mình lộ bên đây rồi mà ta. Chúng ta mình lộ chứ ta. Bình tĩnh anh ơi. Ê, không biết cái gì nha. Ôi, ôi, làm gì vậy? Mình đặt bánh dán bài bỏ này. Hình như là phải đặt bánh dán rồi. Ơi, như có đường qua các bạn ơi. Có cần tấm dán tao cũng qua được. Ơ, sao dài vậy? Ồ, sao những nó khá là dài đâu các bạn. Thôi hả, mình sẽ đặt tấm dán rồi. Mình mệt, phải đi lắm rồi. Mình bị khan tiếng, ổ khan sổ mũi nên nói nó hơi nghe khó nghe cho các bạn. Đi vào nhanh đi, trên đi nhanh đi, Như Khánh ơi. What the hell? Chính lẽ, ơi. Chính lẽ, chính lẽ. Đồ quán đồ anh coi thử. Chiếc nghe là nó đông rồi. Còn mà nó chỉnh được rồi. Gì vậy? Rồi rồi bạn. Chạy lẻ ơi. Vâng, qua được rồi. Quá mừng. Ôi, nhà mình đây ơi. Quá đẹp bạn ơi. Thu hoạch hết. Ôi, đừng mà mấy anh ơi. Em còn non lắm. Rồi đây đi. Hai con là con trai phải không? Đóng qua lại đi. Oh, mày cho mày chết luôn. Mày chết trước khi mày chết. Thôi mày chết luôn. Đấy, đấy hả mày? Đấy quá nhà anh ơi. Bố này. Vâng, đây là nhà của mình rồi. Mình sẽ xây nhà. Ok. Mình sẽ tìm. Mình sẽ chết. Và để rồi mình sẽ để đây. Để cái gì vậy? Và để cái gì vậy? Mày về đây. Để chỗ ngủ của mình hả? Rồi để cái này đây. Ủa? Một tiếng đây làm gì ta? Ồ. Ồ. Trứng rồi được. Ồ. Mình sẽ để trứng ngay đây đi. Trứng này như để chân các bạn. Mình sẽ để lại tạm thời là nằm ở đây đi. Rồi mình đặt cái này là ở đây đây. Tập trước mình đã chơi rồi, chỉ cái bảng này nó để là ghi. Mình đây là chọn là ghi nè. Ghi là mình sẽ ghi lên nhà các bạn. Ok. Và ê mình. Ồ, nó đi 5 min như là 5 phút các bạn. Mình cũng để 5 phút coi sao. Chắc nó nở các bạn. Có gì nở là con khủng long một giò các bạn. Oh my god, con bậy bà. À, để mình suy nghĩ coi nếu là gì là được. Rồi mình sẽ quay vào nhà và mình sẽ quay ra đây, ok. Như quay nãy giờ cũng không biết rồi. Đúng. Chưa? Nó biến về như Superman các bạn hả? Đó, giờ mình sẽ lấy tất cả cái đồ mình cần. What? Ờ, mình nắm lộn. Và ở dưới nè. Ủa? Lộn mình lại lộn rồi. Chỉ mình để cái máy này ở nhà thôi. Rồi mình sẽ quay lại chỗ đó, mình sẽ phụ lại. Mình sẽ xây nhà cho nó luôn. Mình sẽ xây... Ê, hình như chỗ này nó báo gì nè. Mình sẽ lại đây sau nha các bạn. Ô, sao sai ta. Mình sẽ biến ngay đây chứ. Mình sẽ đi khám phá ngay bên đây. Ôi, không được rồi. Bên đây cái. Không cần, mình chỉ cần cái này thôi. Mình sẽ
đi xa xa chút coi mình để cái chỗ này hơi bị đen đen, mình lấy băng đồ là gì. Rồi giờ mình sẽ đi xuống. Đây là phải lại cho mình đó ha. Nếu mà mình hết máu mình để đi. Ê, con này con nó để chỉ nhậu rồi sao ta? Dí cho các bạn. Này sợ. Ủa. Ủa ơi, đừng đừng anh ơi, hai chân này. Anh không làm gì hết nha các anh. Ừ, đúng rồi, mấy anh vậy là tốt á. Mấy anh vậy là người tốt á. Mình sẽ đi qua đây, mình sẽ để nhà mình đó, mình sẽ đi qua đây mình kiếm đồ. Mình về mình sẽ xây dựng nhà. Ôi sao lắc thế bạn? Ôi lắc quá, cắn là lắc luôn. Nhưng mạng yếu hay gì á. Trời ơi, mày sao mũi mình khó thở quá. Nhưng mình nhớ không làm là lúc phát hiện cái này nữa rồi. Sao cái phụ này nhiều quá ta. Đừng mà cho ông chết nè. Ôi đừng. Còn hai con này nấu rồi luôn. Cho mày chết luôn. Cha mày đã chết thì mày phải chết luôn. Có đá nè bạn ơi. Lắc rất là bắt luôn qua. Không hiểu là sao nữa. Nếu là bạn hay là do à, mình cũng chả biết nữa. Ở đây các anh nhiều lắm luôn á. Đừng. Ôi phát hiện cây mới đâu mà cây nhìn giống cây bún nhánh mà ha, bún cục cây ngộ mà. Mình hình như là trời đã tối là mình bây giờ mình sẽ chặt thêm ít cây nữa, mình sẽ lượm mấy nấm vào. Cây này mình chặt chả được. Phải học không? Như nhớ tập trước là mình cũng chả là cây nấm nè, đây là nấm ốp la. Nếu mà nào sẽ chơi bạn nó sẽ thấy kỹ hơn là sẽ thấy nó là gọi là thật vậy là nấm ốp la các bạn. Mà làm chế độ ha 2.4 20m các bạn. Xong là để mình xây nhà cái con mình quên bỏ đồ ra, quên là chết đó. Đây này rồi, ok. Wow, mình sẽ ra đây đi. Wow, mình tạo được cái này hết ta.
mình đang thấy mình sẽ tạo lên mới cái này, mình sẽ tạo lên mới cái này. Những cái này mình chế gọi không ta? Cái vậy mình đừng game chứ nữa, thôi chút đi. Cái này chế mới nè. Mình có tạo cái này rất là nhiều. Mình cần cái này rất là nhiều nha các bạn. Ô, mấy cầu bông hoa ơi. Ô, nó cho mình nè. Ô, mình đã chạy thôi, mình đã lỡ rồi, không sao. Không, mình đi rút rồi được các bạn. Ờ, rút rồi được, rút rồi được. Rồi. Mình chế mấy cây nữa nè. Ngoài thêm mấy tấm dáng nữa. Mấy cái này nữa. Ủa cái tay này là sao ta? Mình sẽ thử chế nha các bạn. Như tay này mình chưa chế bây giờ hết á. Đây là một cái gói. Hình như mình sẽ chế cái này không các bạn. Hãy chế nha. Mong muốn là sẽ là màu xanh. Màu xanh lá cây, màu xanh nước và màu tím. Nói như mình mới hợp được một món đồ tím rất là ngon luôn. Tức là cái tím của mình. Ô, oh, màu xanh nước. Yeah. Vâng, hay lắm. Rồi, mấy trời 2 mình sẽ sử dụng cái này. Bây giờ như hiện giờ mình rất là mạnh á. Mình sẽ chế thêm mấy cái này, mình cũng chả biết nó là cái gì nữa. Mình nên chế. Rồi bắt đầu sẽ lấy. Ồ, oh, hình như cái này cái dạng là màu nâu. Ồ, màu nâu quá rồi. Ủa là sao bạn? Cái tờ đá này, ủa cái tờ này cũng nhiều. Cái này những cái mạnh hơn qua, nó cộng khá là nhiều luôn á. Mình sẽ lấy nó, ôi biết trước mình nãy mình đâu có chế cái kia. Nhớ chôn rồi. Nó biết trước là mình chưa chế cái đó, nó chôn mình đó. Các bạn đừng bị chôn giống mình nha. Hình như mình sẽ chế hết luôn. Đi yeah. Nói gì nhìn xem đó. Mình sẽ đặt tên nó là gì đây, đặt tên nó cũng rộng nha. Đây gà con quá là hợp lý, một con rồng. Vâng, mình sẽ lên lấy đồ đây và mình sẽ chế tạo nhà. Oh my god. Để mình coi coi. Hình như đặt nào là đây. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, mình đã quên chế tạo tường rồi. Mình sẽ đặt tường là hay. Ê, mình sẽ lắm tường hay. Cuối cùng chế được. Cái gì? Cái gì rồi đó hả? Cái này là sao ta? Mình cứ chế thử cái này có xài được không? Mình sẽ chế chính cái này. Cô lại bị nó rồi, mình lại bấm tầm 7 nữa rồi. Ô bị gì à? Ồ, hết rồi, hết rồi. Mình sẽ chế tường. Sẽ ra một cái tường ra. Hình như sẽ rộng hơn cái này. Nãy ra. Cái nữa đi. Ô, như dài quá rồi đó nha. Nhà phải rộng hơn chứ nhỏ quá sao mà đỡ nổi. Chắc ở đây thôi ha, mình sẽ kéo cái đẳng nổi lắp mấy cái nước không mà tốn có là nhiều các bạn. Và mình sẽ cho viền của mình là màu này đi. Hết rồi, mình sẽ lại lá heo bên đây đi.
mình chỉ lấy gì bên ngoài thôi nha bạn. Bên trong mình nếu mà hiếu mình sẽ mình lấy gì bên trong là một gỗ rồi. Đây gỗ đây. Gỗ như nó đẹp hơn qua. Mình sẽ đặt đây trước, có khi vô nhà hơn. Mình sẽ xem gỗ hay không. Đây hình như tấm này là. Ô đẹp hơn qua, tấm sắt rồi, được. Mình sẽ trước tiên mình sẽ đặt đây chứ. Chạm cái nào ở trong nhà mà hết. Giờ mình sẽ đặt tường. Ô giờ hình như nó hiếu rồi nên mình đã đặt. Ở cái chỗ nào mà có nước mình sẽ đặt cái đó nha. Rồi mình sẽ đặt đỡ ở đây. Chứ mình sẽ làm nền rất nhiều nên mình không muốn làm ở đây. Ô có vụ cái này nó gì đây, mình sẽ đặt thử nha bạn. Cũng chả thấy gì hết á. Ồ cái này chắc là tường rồi, từ trước mình chơi ra là tường. Ồ, ồ, hình như là cái đèn mài. Khoan, để mình coi coi nó sáng như là được buồn. Nó không, mình không nên đặt trong góc mà. Nếu mà tầm sáng là 2 ô, ok. Mình sẽ đặt ở đây đi. Cái này mình không đặt đây nữa, mình sẽ đặt ngay. Nếu mà làm sáng nó hay không, mình sẽ đặt đây. Ok. Và đặt đây. Đó, thấy chưa, quá đẹp. Mình sẽ đặt ngay đây. Và ngay đây. Rất sáng. Và mình rất là thông minh. Quá hồng minh luôn chứ. Ủa? Ủa? Nhưng mà thấy hiếu gì vậy? Thôi kệ đi. Để mình coi nhớ như nãy mình đã chế tường rồi không phải hay gì á. Đúng rồi, mình được 15 tường rồi. Và mình chế con hú là ở chính cái này. Ồ, mình cũng chả biết nữa, là nó đi đây. Mình phải bắt nó ra thôi. Ờ, giờ mình phải đặt trên tường mới được. Không có thú như là thật mình chết. Cái nhà kiểu này chắc có nút chết các bạn ơi. Ồ. Mình chắc mình lấy ra, ok rồi. Bên đây cũng vậy. Hình như mình hiểu mấy bức tường quá rồi. Không biết giờ mình còn chế đủ không á. Oh shit, như mình hiểu gì. Mình hiểu bức tường rồi ơi. Mình sẽ đặt. Mình cũng sẽ đặt. Sao cái này đang đi. Oh, cái tường đặt cái đó không được hả? Cái này đặt đất được không? Oh, được, được, được. Đặt để đỡ đi. Mình bàn hả, bàn mình đặt để đỡ luôn. Ôi bàn đặt đất không được ba. Đặt đây luôn. Còn mấy cái này hình như là mình không dám làm là ngon ngoài đất. Đất đặt. Mình sẽ đặt ở đây một vàng luôn. Ô mình nãy mình đặt không trời chưa sáng nữa. Mình cũng hiểu chắc mình phải đi thu hoạch thêm, mình làm thêm miếng nữa. Mình sẽ làm clip phim này một chút nữa mình sẽ dừng nha các bạn. Tại tối nè. Đừng nha, đừng. Ủa con mét mình sao không chết ta? Không bị nó đánh à, không chết ta?
ít được bé mà bé mình máu trâu không ạ? Em sẽ đọc cái này luôn. Mình đánh tao cái gì tao biết mà, tao sẽ giết mày luôn. Ô bếp mình muốn đánh. Ôi trời, con sắp sáng rồi, sắp sáng rồi. Trời sáng rồi nha. Như mình nhớ không là mình xả cái này rồi. Dạ. Rồi. Quá tuyệt vời các bạn. Ôi, trúng rồi ha, trúng. Chúng nó hình như nó cũng bị ảnh hưởng máu khốn là cao luôn. Khốn VL luôn mà. Ê bậy. Mình sẽ đứng đây mình chọi. Ngon lành. Wow, khá nhiều con đuổi theo mình luôn. Bếp này nó mất tiêu rồi. Ờ, bếp này mình chạy nhanh ha. Công nhân mọc giò mà nhảy ghê. Mình sẽ kiếm chỗ nào nhiều cây mình luyện vô mới được. Này có 2 cây lưa, mình phải kiếm nhiều hơn 2 cây chắc mình... Ê, khoan, 2 cây mình sẽ chặt. Ơ, bấm lộn rồi. Làm hao một cái, mình còn 18 rồi. Cần. Rồi, không rồi, có con mẹ nó. Mẹ nó dữ quá. Ừ. Đừng hại tôi nha, tôi không có làm gì nha. Tôi chỉ phá cây thôi á. Ôi, vô đây là được. Ôi, quá trời. Quá rồi. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ hai. Dương lẽ là chết. Dưới nó còn. Dưới nó còn. Hay lắm. Quá ok. Máu mình sẽ giết luôn. Mình sẽ giết luôn. Hãy chùm nhiều cây vô, quăng vô cái này. Mày sao hả mày? Ôi, bên mình chẳng rồi. Đó, tự nhiên không làm gì đó, nó để mình ha. Mọi thứ tào lao. Cây khác, ơi đây này, 3 cây. Không biết tới không, chắc cái này đây. Ôi, không tới luôn. Mình lắm nhiều hoa mà sẽ về nhà trồng cây. Ôi, rồi tôi sẽ hết này, tôi sẽ muốn làm gì với các bạn nên không ai qua đến được. Quyết sẽ tạm dừng đây, mình tôi sẽ về nhà nha các bạn. Tôi sẽ làm thêm chút nữa rồi nha. Ôi, cái này đi. Ôi, sao nó không quăng lại chà.
mình sẽ trở về nhà. Ok, và mình sẽ dừng clip tại đây luôn. Các bạn nào hết like và share cho mình nha. Nhớ đăng ký kênh của mình nha các bạn, để giúp mình thêm có động lực để làm thêm tập 3 các bạn. Lụm ngoài thì té ngoài rồi. Vào nhà đi, vào nhà nhanh lên, come on. Mình sẽ chế cái này đi. Sẽ kết thúc năm này. Quán xong rồi, mình sẽ đẩy cái này lại như hàng gào. Ủa chưa đặt cái gì đâu, đặt mà người ta. Chúng mình sẽ dời cái hiệp nha. Bây giờ mình sẽ dừng tại đây nha các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.